với tên à? Cái này để ăn hay là để làm gì? Làm chua à? À. Thế tiếng tiếng trong làng gọi là cái gì? Nói chung là sô dây. Sô dây á? Này cũng lần đầu tiên nhìn thấy quả chám đen này, các bạn này. Chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ. Còn chám này thì thấy nhiều rồi, chám này chưa. Xin chào các bạn nha. Xin mời các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Người Vùng Cao TV nha. Hiện tại ngày hôm nay mình lại đưa mọi người đi khám phá một cái chợ phiên ở trên Tây Bắc nhé. Đó là chợ phiên Bắc Hà nhé, thuộc thành phố Lào Cai. Bây giờ hiện tại đang là 6 giờ sáng ấy. Thấy họ đang dọn hàng khá là đông. Người ta đang mọi người đang dọn hàng này. Đây là những củ tam thất tươi. Đây mấy chị mấy cô mang hàng hàng bao xuống này. Rất là nhiều luôn nhé. Rất là nhiều mặt hàng thảo dược. Bác nào cần những mặt hàng gì thì cứ liên hệ mình. Đây có cả gấu tàu này, các loại hạt dổi. Khu này là đặc biệt là tam thất tươi khô, đây là nụ hoa. Đây, cái này là cái nhân trần này các bạn này, để đun nước uống này. Đây là cái, họ bán rau dớn. Đây một buổi sáng sớm. Trời ở đây hôm qua có ít mưa nha các bạn, cho nên là một buổi sáng sớm thì rất là mát lạnh không khí. Nấm linh chi, cái này là cái thuốc chứa đau dạ dày. Sâm đương quy khá là nhiều. Thank you.
chị có những củ ngọc cẩu này. Ôi dồi, ây à, nặng ý nhỉ chị nhỉ, này chắc phải 3 cân. À 1 cân dưới à? Cái này mình bán, mình phải bán cả củ như này hết à? À, ui ủa những củ đây, đây có củ này mới to này. Củ này chắc phải 1 yến nhỉ? 5 cân. Bác nào cần ngâm rượu ấy, một người khỏe hai người vui nên là mình mua hộ. Đây đây ngâm múa tần này, nó cũng tốt cho sức khỏe đàn ông này. Cái này cũng bán theo cân đúng không? Cái này múa tần này, ngọc cẩu. Đây cũng toàn là các loại thuốc bổ máu rồi, thuốc bổ hết rồi. Táo gai. Chị đang giờ đang dọn hàng, có dầu má. Đấy, ở trong này là à, toàn dầu má. Tắc kè đá ba kích. Củ khúc khắc này rất là to. Rất là to. Đây cây bổ máu. Bên này là bán xôi, bán bánh chưng. À đây chị măng. Măng này là bao tiền một bó này chị? 10.000 à? À 10.000 một bó. Dưa mèo rất là nhiều nhé. Cái quả này là quả gì đấy chị? À nho rừng. Mình về ngâm rượu à hay là ăn như này có ăn được không? À, nho rừng. Cái này là mình hái trên rừng đúng không? Chua à? À, ăn này nó chua. À, cái loại đen là chín đúng không? Đây, tắc kè đá. Nho rừng. À, sang bên này rất là nhiều nhé, rất là nhiều nho rừng này.
À, bên này có sâm cau đỏ này. Nấm linh chi. Đây là cái quả dứa rừng nha các bạn. Đoạn này là đặc biệt mang ngâm rượu uống chữa bệnh thận này, sỏi thận ấy. Mọi người thì mang lạc chợ ra mà tranh thủ bóc. Mọi người vẫn đang tranh thủ dọn hàng rất là tấp nập. Cái này là cái gì đấy à cháu? Hả? Củ miếng à? Củ miếng để làm gì đấy? Hả? Để ăn à? Củ miếng. Cái này mình cũng lần đầu tiên nhìn thấy. À chắc là mọi dưới hồ mới có chứ. À. Củ miếng. Miếng à? Củ miếng. À. Trên vùng cao mà nó bắt đầu giống như trên vùng cao. Đây là rất nhiều mặt hàng nông sản này. Cụ, đây là quả gì đấy? Lê á. Lê. Đây có lạc hoa này, nhìn à nó có mấy loại đấy nhỉ? Là loại đắt nhất. À loại đắt nhất. Đây loại này là loại bình thường. Bác nào cần cái này nó có rất là nhiều tinh dầu nhé. Bác nào cần liên hệ. Liên hệ mình mua hộ cho. À cái này. Đây cái này nó chưa ấy này. Đấy. Đấy. Bác nào cần những mặt hàng gì liên hệ mình mua hộ nhé. Lên sáng thì sớm quá giờ buồn ngủ các bạn ạ.
Tập táo mèo. Măng khô, cái này là măng nứa nhỉ bà nhỉ? Măng nứa. Măng này ăn tuyệt vời. Măng này hầm với xương thì khá là ngon. Nấm. Mọi hôm thì khu này mình được đi quay qua, nhưng mà ở đây họ hay bật nhạc to đấy, mình chỉ lướt qua thôi. Nhưng mà hôm nay sáng, buổi sáng sớm thì họ chưa có nhạc, thì mình sẽ quay được chi tiết hơn cho mọi người. Ba kích ấy. Loại này là loại loại tím nhé. Loại này là loại trắng. Xinh lý. Thế chị em vẫn dùng được à? Chị em càng tốt. Đường là chỉ dùng cho nam thôi. Cho thịt gà ngon mà. Cho với thịt gà. Rất là nhiều ngọc cẩu nhé. Như trên này thì không thể thiếu được ngọc cẩu. Đây là nhộng ong này. Ốc đá nhộng ong các bạn. Đây họ bán hàng bao đây luôn. Đây là bánh bò. Cái này về ngâm rượu. Ngâm rượu, ngâm mật ong. Ngâm mật ong. Cho thanh tí. Sâm cất cánh. Bao tiền nhỉ? 80. 70 thôi. 80. Yeah.
cây củ cúc khắc ấy, rất là to. Sang bên này mình thấy có chỉ thịt trâu sấy, mật ong bạc hà hay mật chẩm chéo. Nấm linh chi, đây nấm nấm lim xanh. Áo mèo sâm, sâm này về ngâm rượu này rất là bồi bổ nhỉ. Bác nào cần liên hệ mình lấy hộ cho. Các kẻ đá này. Toàn là đồ rừng nhé. Ô, quả này cũng quả chám à cô? Chám đen à? Này cũng lần đầu tiên mình nhìn thấy quả chám đen này các bạn ơi. Chưa thấy bao giờ. Còn chám này thì thấy nhiều rồi. Chám này trước trên rừng có là cứ đi nhặt. Còn này chám đen này thì chưa nhìn thấy. Cái chám đen này là bao tiền một cân? 170 cân. À, 170 nghìn một cân. Chám này 60 nghìn thôi. À, chám này có 60 nghìn này. Cái chám đen nhìn là nó... Có khi phải ngâm rượu được ấy nhỉ? Không biết có được không? Hả? Hả? Làm sôi thôi. À, làm sôi á? À, mình ăn như thế này có được không? Ăn như này chắc cũng được nhỉ? Chấm đen. Ô, thế quả này là quả gì đấy? Quả hồng táo. À, hồng táo. Ê, ốc. Ờ,
hoa đu đủ. Bán được mười mấy à Phương? Hết tháng. Như ở đây có bột nghệ. Bác nào có cần bột nghệ hoặc mật ong ấy, mình lấy hộ trên chợ phiên này là có rất là nhiều. Nhộng ong rất là nhiều ấy à. Đây là nguyên một tổ của nó đây à? Ồ, nhiều nhỉ. Tổ này chắc phải 5-6 cân không? Có đâu anh à, 2 cân tư. 2 cân tư à? Cái này là bao nhiêu một cân? 200. 200. Nhộng ong. Ồ, thế quả này quả gì đấy? Mình không biết tên anh ạ. À. Không biết tên à? Cái này cái này để ăn hay là để làm gì? Để làm thuốc. Làm thuốc à? Thuốc hay ngâm rượu ấy thôi. À. Thế tiếng trong làng gọi là cái gì? Cái chung là sô dây. Sô dây á? Cái này nhà là trên rừng. À, cái này vẫn phải trồng à hay là hái trên rừng? Trồng chứ. À. Sâu rơi. Toàn những gót giò rất là lòng. Đang nóng hổi. À, thắng cố ở đây là đặc sản là thắng cố ngựa nhé các bạn nhé. Ở đây chú có bốn mâm thịt gồm có chế, dạ dày, lòng, rồi chân giò. Đây những quả chế này các bạn. Đây khách ăn rất là đông. Đang rất là nóng hổi nhá các bạn. Bác có nhìn là những chế này khá là ngon này. Quần áo đi này,
Còn chân giò. Ờ, một buổi sáng mọi người tranh thủ đi ăn sáng rất là đông. Cái bánh này là làm từ bánh ngô à? Làm chiều hôm qua. Tưởng là làm từ cái gì cơ, bánh ngô. Rất là nóng hổi. Chưa, đang hẹn vào đến đây chưa thấy. Mấy hôm đông quá không có chỗ. Đây quá là mất để đâu. Rất là nóng hổi nha các bạn. Kê gà, trứng gà. Đấy, vẫn đang chuyển tiếp. Nhiều quá, không có để. Cái này là hết chưa? Hết như này chưa? Hay là vẫn còn nữa? Còn như chưa luộc. À, chưa luộc. Thế một ngày mình bán khoảng... Một ngày bán khoảng mấy yến cái chân giò này ấy nhỉ? Tuần nào hết tuần đấy ạ? À. 3 giờ mình mới đi lấy. À, đó là mình làm đồ tươi luôn. Chị chứ không có. Giờ có lẽ sẽ mời mọi người ăn sáng. Để mua đồ sắm sửa rồi mua đi. Đang quán của chị đây nhé các bạn nhé. Đây này, một cái biển to tướng để mình phóng gần chị. Quán ăn Hồng Trung. Chị tên là Hồng ạ. Anh tên là Trung đúng không? Phở đỏ gà đen. Giờ sẽ mời mọi người ăn sáng cùng mình nhé. Đây là bà chủ. Đây là hình như một đoàn. Mọi người ăn sáng rất là đông. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình ăn sáng nhá, một bát phở buổi sáng. Chị ăn ạ. Mời cho ý. Buổi sáng ngày hôm nay thì Hải thấy là khách du lịch người ta đi đông các bạn. Xin mời mọi người ăn sáng nhé. Thưởng thức món gì đầu tiên nhỉ? Đây con lưới. Chế. Đây là chế đúng không? Chế. Chế. Lưới. Giòn nhỉ? Bên này gọi mình sao nhỉ? À không phải. Chắc ở bên này ạ. Ăn rau thơm này. À, cái rau thơm này mình rất thích ăn nhé. Điện thoại của cô gieo kìa. Mình cứ điện thoại là từng điện thoại của mình quá. Đấy, Hải mời ông bà có gì cho bác một miếng... Chế, mình hay quên tên. Giòn nhờ. Chế. Ngon. Ngon.
quá. À, qua video thì Hải cũng cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà rất là nhiều nhé, đã mua một số sản phẩm ở trên kênh, đó là những cái đồ ngâm rượu hoặc là những cái đồ khô như sâm cao tam thất, tắc kè xanh, tắc kè đỏ, lớn minh xanh, mật ong khoái và tinh bột nghệ, nói chung là nhiều lắm các bạn. Chè san tuyết, đấy, hôm nay thì Hải tí nữa cũng đi lấy chè san tuyết cho không. Cái đoạn thì đông nhá. Ừ, đoạn. Có 60 người, 60 người đó. Chắc là nếu mà ô tô khách là hết luôn đấy. Đi đông như thế là phải có một trưởng đoàn các bạn dẫn theo, gọi là có một thư ký đấy, đi đâu là một người chi, sau đó là về sẽ Campuchia các bạn. Phở đây là 30k mà khá nhiều thịt nhỉ. Nói chung là nếu mà một bát phở này chắc là nếu mà so với thịt ý các bạn thì chắc là phải bằng 3 bát ở nơi khác. Hay là chị yêu quý anh em mình, chị tặng thêm một tí nữa. Mình đoán vậy thôi. Nhưng mà quán khác cũng nhiều mà nhỉ. Ừ. Nói chung là Hải đi ăn ở chợ Bắc Hà thì cũng quá nhiều rồi, các quán khác người ta cho cũng nhiều thịt, và nếu mà so với một số phiên chợ khác ở trên này thì người ta cho thịt lợn đen nhiều. Một phần người ta quảng cáo về ẩm thực nữa, một phần thứ hai là các quán người ta cũng cạnh tranh nhau về khách nữa. Qua mưa to nhỉ? Qua trên nhiên. Không, mà tối hôm qua này, tối hôm qua mình không mưa. Không mưa á? Hay là mưa không không thấy, không nghe thấy? Có lẽ trong nhà xây không nghe thấy. Mình mất điện hay là đứng dậy cũng thấy mưa to. Ờ, trong mất điện. Không ngủ được. Chắc là lúc tôi bật điều hòa nó lạnh nên không hiểu cái tính của Hải làm sao kể cả mùa đông cũng bật quạt quá, tối rất điện, rất là nhiều điện, mùa đông cũng bật quạt ngủ lắp chăn. Mình ngồi cái ghế này cứ chửi no này, cô ấy đứng dậy được. À, cô ngồi đằng sau à? Cô ấy đứng dậy phát là mình ngã luôn đấy ạ, bởi vì một cái ghế dài mình ngồi một đầu. Nhưng mà nếu mà chợ ngày rằm hôm nay mình thấy cũng chưa đông nhỉ? Chắc là còn sớm. Không sớm đâu. Không, mình nghĩ là người ta cũng ở nhà ăn rằm nữa. Ở nhà ăn rằm thôi. Người ta đi sớm. Còn khách du lịch thì mình nghĩ là người ta cũng ăn rằm ở nhà và đi ăn rằm ở ông bà của chú bác. Nhiều thịt lắm cả nhà ơi. Nếu mà nhiều thịt này chắc là chỉ lỗ mất nhỉ? Đúng không? Nếu mà so với ở trên kia là lỗ mất. Chợ trên kia cái này phải được 2 bát. Họ phải làm được 2 bát. 2 bát, nó phải 3 bát. 3 bát. Chắc ở đây chị thì tính tiền thịt thôi, còn phở thì chắc là khuyến mại rồi, đấy chị cũng cân mà. Bởi vì là ví dụ như là chúng ta ăn một cân cân lòng đi, mình lấy cân lòng nó dồn nó cũng nhiều mà nhỉ. Ừ. Một số nơi là người ta bán một cân thì 70.000, 80.000. Giờ mình cứ tính bình quân là 100.000 đúng không? 100.000 mà chỗ này khoảng 30.000. Gọi là chị làm không có nãi mấy đấy nhỉ, đúng không? Nãi ít thôi chị,
Nói chung là cũng qua video cảm ơn chị rất là nhiều, đã ủng hộ anh em mình rất là nhiệt tình. Thử rồi, mọi hôm mà anh thử suốt. mèn mén. Ngon quá cả nhà ơi. Chắc ăn này về tối nhịn ăn cơm các bạn. Ngon đi tối. Bữa hôm thì Hải ăn hay ăn mèn mén. Trộn với cơm kết hợp với phở. Nhưng mà hôm nay thì phở chất lượng quá nên mình tạm nghỉ mềm mén hàng ngày mai. Ngày mai chờ mình. Ngày mai là thứ hai. Ngày thứ hai chắc là anh em mình sẽ đi, Hải sẽ đi chờ Phong Hải. Rất là nhiều thịt nha các bạn ơi. Vâng, cháu tìm cái sâm đá trắng trước rồi nếu mà không có thì cháu báo cho bác luôn. Vâng, tất cả đá cũng chưa về xương cốt mà. Vâng, tí cháu đi tìm luôn ạ. Vâng, chào bác nhé. Có một bác gọi mua dây sâm trắng nhưng mà mình vừa đi một vòng chưa thấy các bạn. Ở mé đằng sau kia mới có. Đóng quá các bạn. Có lẽ là video ăn uống của anh em mình xin tạm dừng ở đây. Ăn xong thì anh em mình sẽ đi quay chia sẻ tiếp cho ông bà nhé. Hải bây giờ toát mồ hôi đấy các bạn. Mặc dù là trời ngày hôm nay mát nhưng mà tính của Hải rất là nóng, nhanh nóng ạ. Mọi người ăn sáng rất là đông luôn này. Đây các chỗ làm tí rượu. Ở khu này là các chú bán rất là nhiều điệu này. Đấy, gọi là cây gùi ấy. Đây, cái này họ làm này. Cái này để làm cái dây điệu ấy. Để nó khỏi phải đau vai này. Như loại này điệu xong về mình để trên các bếp ấy, thì được rất là lâu. Gọi là cái chó để làm xôi. Đây chú bán mẻ các thứ. Đây mình thấy họ bán chổi rất là nhiều nhé, chổi chít rồi chổi mì. Ở bên dưới này cũng quán ăn này, mọi người đang ăn sáng ấy. Ở đây là ra ngoài đường nhé, đây là khu cổng đi vào chợ thì mọi người ngoài bán hàng thì rất là đông. Đây cái này họ làm từ ngô, cái này làm từ ngô hay làm từ cái gì đấy bà? Bánh khoai à? Nhìn như kiểu cái da trâu. Rất là nhiều ớt. Ở
Đây mấy chị bán xôi, bán bánh. Cái này là bán bao tiền mà bó ấy? 15.000 à? Cái này bó rất cẩn thận. Ngoài đường thì bà con bày bán khá là đông nhưng mà nó hơi ổn vì đây là xe cộ đi lại khá là nhiều. Buộc lên buộc vào mới chất lượng. Ở đây mình nhìn thấy có cả bán cả lan đây. Dầu má, nhặt dầu má. Để làm cảnh. Táo gai. Táo gai. Dầu khổ lam này. Ôi dồi, chế đang chế mà. Cái gì nhỉ? Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới mà mình đăng tải nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.